là cách tôi giúp Đông Nhà vượt qua một mùa hè không có điện. Sao mày bảo em đón sớm ấy? Ngày trưởng em mất điện. Thế là bọn em được nghỉ học về nhà làm bài tập. Đông Nhà, bật điều hòa xem phim là tuyệt nhá. Chuẩn. Ơ. Mất điện rồi. Cứ cầm lấy theo anh ra chỗ này vừa có máy tính vừa mát để học. Ở đâu à? Sao mày tìm nét hả anh? Nét ở đâu ra đây? Nhưng mà đi có điều hòa đi vào đi. Ok. Nhớ đóng nhẹ cửa thôi nhá. Ok. Định dẫn ra đây đổi cái máy mới mà đóng cái cửa thế đấy. Ở đây thì mát rồi nhưng mà học kiểu gì ạ? À? Đến đây để tìm máy tính mới cho em. À. Anh mua máy mới cho em thật á? Anh định không còn phải thế đâu. Em thích máy này. Cái này đã tìm hiểu gì chưa? Dạ, máy này thì rất là mỏng nhẹ, rất phù hợp với các bạn nữ, cấu hình lại mạnh nữa, chạy deadline thì gọi là thoải mái luôn đó. Bên em có chương trình nào thu cũ đổi mới không giới hạn, thu mua tất cả các thiết bị điện tử từ điện thoại, máy tính, đồng hồ, tủ kính rõ ràng, quy trình tính nhanh gọn và đặc biệt hơn nữa. Bên em còn giảm giá 30% khi mà mình thu cũ lên đời máy. Ở đâu đang đâu xem nào? Anh cứ ngồi đây chờ em đi, anh không cần phải lo vì anh em cầm đây rồi. Với cả em hứa em sẽ đóng cửa nhẹ nhá.